Rồi, các bạn nào mà thích bản vẽ như thế này thì các bạn có thể comment bên dưới và chúng ta sẽ được học bởi những video tiếp theo hướng dẫn chi tiết của Trần Khánh. Ok mọi người nha, chúc mọi người sức khỏe và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Trần Khánh. Ok.